lần đầu múa khăn, hát trước khán giả, cựu danh thủ Hồng Sơn nói muốn ngất xỉu. Cựu danh thủ Hồng Sơn gây bất ngờ khi lần đầu cất giọng hát và thể hiện vũ đạo trước khán giả trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gây bất ngờ với phần trình diễn solo và trình diễn nhóm của cựu cầu thủ Hồng Sơn. Anh chung nhóm với các anh tài gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tự Long. 4 Anh Tài Huyền Thoại trình diễn mát sắp quê hương tuổi thơ tôi, Nếu Có Yêu Tôi, mang không khí tươi vui, gợi kỷ niệm xưa. Các nam nghệ sĩ còn thể hiện phần vũ đạo múa khăn sôi động khiến khán giả phấn khích. Đặc biệt, màn trình diễn solo của cựu danh thủ Hồng Sơn rất được mong chờ. Anh thể hiện ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng. Anh tái hiện khoảnh khắc chào cờ mang tính biểu tượng trên sân cỏ và nhiều hình ảnh gợi nhớ thế hệ vàng của tuyển Việt Nam. Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đứng trên sân khấu, hát trực tiếp trước khán giả, Hồng Sơn cho biết anh chưa hết hồi hộp. Dù được người khác gọi là chân súc vàng nhưng hiện tại hai gối tôi không ngừng run rẩy. Anh chia sẻ nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các thành viên trong nhóm mà anh có thể hoàn thành phần thi. Lúc Hồng Sơn đứng trong hậu đài, thấy các bạn cổ vũ cho anh Tuấn Hưng. Bằng Kiều, Tự Long khủng khiếp thế nào, Hồng Sơn muốn ngất xỉu. May quá, ra sân khấu nhận được sự vỗ tay, trò chuyện khán giả của quý vị, Hồng Sơn rất cảm động, cựu danh thủ nói thêm. Kết quả, Tuấn Hưng dẫn đầu với 1.260 điểm, nhận 300 hỏa lực. Còn Tự Long, 830 điểm, Bằng Kiều, 470 điểm và Hồng Sơn, 390 điểm. Là người có số điểm thấp nhất nhóm, Hồng Sơn cảm thấy hài lòng, nói, so với các lão làng trong âm nhạc như anh Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tự Long thì Hồng Sơn quá nhỏ bé. Chính vì vậy, tôi cảm thấy hài lòng với bài biểu diễn hôm nay và điểm số mà khán giả đã bình chọn. Trước đó, sự xuất hiện của Hồng Sơn tại chương trình khiến cho khán giả bất ngờ khi nghệ thuật hoàn toàn không phải sở trường của anh. Chia sẻ về việc này, Hồng Sơn cho biết anh được gia đình và người thân ủng hộ hết mình khi nhận lời tham gia chương trình. Điểm yếu của tôi chính là hát. Tôi muốn vượt qua thử thách khi tham gia chương trình, anh nói. Nam danh thủ cho biết anh đến với chương trình không phải là chiến thắng. Anh mong muốn các anh em trong chương trình sẽ gắn bó và đoàn kết với nhau để cống hiến những màn trình diễn ấn tượng. Anh thổ lộ, tôi muốn hòa nhập để tạo được sự hòa đồng. Kết nối các nghệ sĩ thành một khối đoàn kết lớn nhất. Tôi thấy các anh trai trong danh sách đều rất mạnh trong lĩnh vực của họ. Hồng Sơn chia sẻ đã nhờ tư vấn của một số ca sĩ, nhạc sĩ và đạo diễn về màn ra mắt đầu tiên tại chương trình. Hồng Sơn được biết đến là danh thủ với kỹ thuật điêu luyện của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ thể công. Anh là tiền vệ tài hoa hàng đầu, gắn liền với lứa cầu thủ được coi là thế hệ vàng của nền bóng đá Việt Nam trong những năm 1990. Trong sự nghiệp của mình, Hồng Sơn đã đạt danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia. Anh từng giành nhiều danh hiệu như huy chương bạc tại SEA Games 18-20 và Tiger Cup 1998. Huy chương đồng Tiger Cup 1996 và SEA Games 19. Ngoài ra, Hồng Sơn còn là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam với cấp bậc trung tá. Dù trên sân cỏ hay ngoài đời thường, anh đều cháy hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc. Hiện tại, anh đang tập trung cho sự nghiệp đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá cộng đồng.